Yo, what's up anh em, mình là Dũng đến từ Digital School. Và ở video này chúng ta hãy cùng tiếp tục làm một cái video project, video LP. Tiếp đến chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là mình đã làm một cái bài nhạc Slap House, Deep House như thế nào nhá. Ok, được rồi, intro. Được rồi, đây là cái project của chúng ta trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, trước khi mà chúng ta nói đến bất cứ thứ gì thì chúng ta phải nói đến vocal. Cái vocal này là vocal bài Yêu Năm của anh Grammastic, mình sử dụng để remix trong bài ngày hôm nay. Và việc làm đầu tiên của chúng ta đó chính là nghe cái vocal chính. Để mix cái vocal này thì mình cũng không có quá nhiều thứ. Mình chỉ sử dụng EQ để cut cái phần bass đi một chút, delay để add thêm những cái tiếng echo vang vang và nghe cho bài nó hay hơn, reverb để tạo ra cái không gian cho bài nhạc và làm cho nó kiểu có cảm giác như kiểu đang nghe ở trong một không gian phòng vậy. OTT để compress xuống một chút. Và đây là trước khi chúng ta mix. Và sau khi mix, chủ yếu chúng ta nghe thấy nó được compress xuống rất là chặt. Và ngoài ra những cái tần số bass nó được cắt đi rất là nhiều. Lý do là bởi vì thường những bài pop chúng ta sẽ muốn giữ lại tiếng bass của vocal, nhưng đây là Slap House và Deep House, những cái dòng EDM nặng như thế này thì cái bass nó rất là cục, cho nên chúng ta phải cắt những cái tiếng bass của vocal đi. Tiếp theo là hai cái tiếng vocal phụ mà mình add ở đây. Một cái mình pan sang bên tay trái, một cái là pan sang bên tay phải như thế này. Bạn nào mà nghe qua tai nghe thực sự nghe rất là rõ luôn. Để mình bật cái automation clip tổng này lên. Và đây là khi mà chúng ta để cả ba layer vào với nhau. Được rồi, sau khi đã mix xong vocal rồi thì tiếp theo chúng ta hãy vẽ một cái bassline bất kỳ. Ở đây thì mình đã vẽ một cái bassline mà bất cứ một dòng Slap House, Deep House nào các bạn cũng sẽ dùng. Đây, nó nghe như thế này. Ở đây thì mình sử dụng 3 tiếng bass liền và đây là tiếng bass đầu tiên. Đó, tiếng bass này là cái tiếng Desert Chords Plucky. Cái tiếng này ở trong bộ Desert Serum Sound Bank. Nếu như bạn nào chưa có thì mình để link ở dưới phần mô tả, hãy tải xuống nó về và sử dụng nhé. Từ khi mình làm nó ra thì mình sử dụng nó thường xuyên luôn. Cái điểm đặc biệt của nó đó chính là đây không phải là tiếng bass, sinh ra không phải là để làm tiếng bass mà nó sinh ra là để làm tiếng chord. Nhưng tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là ở bài này thì mình khá là thích cái tiếng này. Đây là tiếng nguyên bản của nó. Mình để vẽ ở trong piano roll những cái nốt rất là thấp thuộc dòng bass, nhưng tuy nhiên mà khi mà nghe kỹ thì mình cảm thấy rằng là nó có những cái vẫn có những cái tần số cao, bởi vì đương nhiên rồi, nó sinh ra để làm tiếng chord mà. Nhưng không có nghĩa rằng không có cách biến tấu nó. Đầu tiên mình sẽ EQ nó đi để cắt những cái tần số sub. Thứ hai, đây chính là điều đặc biệt này. Cái plugin này thực sự rất là làm cho cái tiếng của chúng ta nghe khác bọt. RC20 Retro Color ở trong này thì mình sử dụng cái distort và magnetic. Các bạn để ý nhé, khi mà không có cái plugin này này. Đó, nghe cái tiếng bass của chúng ta nghe rất là chán, nghe rất là phèn. Nhưng khi mà add cái distort này vào, nó kiểu lột xác luôn. Tiếp theo là cross beat để sidechain, OTT để compress và filter, là cái hiệu ứng rise mà mình sử dụng trong bài. Tiếp theo là cái tiếng bass thứ hai của chúng ta, tiếng đặc trưng của Slap House luôn. Về mixing thì mình mix y hệt như cái tiếng bass đầu tiên. Chúng ta hãy cùng nghe lại khi mà nó không có cái RC20 này nhá. Nghe nó rõ hơn, nghe nó nặng đô hơn, nghe nó cục hơn rất là nhiều. Bởi vì những cái dòng nhạc này thì mình thích những cái sự cục xúc như vậy. Cái tiếng thứ ba không hẳn là tiếng bass, nó là một cái tiếng plucky, một cái tiếng percussion, nhưng mà tuy nhiên nó có độ attack rất là cao. Đây sẽ là một cái mẹo cho các bạn khi các bạn làm nhạc, đó chính là khi mà cái tiếng bass của các bạn nghe nó chưa đủ độ attack thì các bạn có thể add thêm một số những cái sample có độ attack cao và nó nhỏ tí một chút thôi. Nghe nó sẽ như thế này. Đó, khi mà các bạn add cả 3 layer vào thì nghe nó sẽ như thế này. Đó, nghe dày rồi đúng không? Tiếp theo là mình sẽ add tiếng kick. Để add tiếng kick vào thì các bạn hãy nhớ sidechain tiếng bass của chúng ta nhé, như mình vừa làm đó. Add cross beat và tất cả những cái layer bass. Đó. Tiếp theo mình sẽ add tiếng sub và tiếng synth nhỏ nhỏ. Hãy cùng nghe cái layer này nhé. Tiếng sub ở đây mình sử dụng tiếng sub trong bộ Serum Sound Bank của Digital School. Nó là tiếng sub synth.
mixing thì cũng không có quá gì khó khăn. Mình áp vào cái EQ để cắt hết những cái tần số khác, cross beat để side chain. Và một lần nữa hãy nhớ rằng cái tiếng sub bass và tiếng kick của chúng ta phải luôn luôn để ở chế độ mono như thế này. Còn tiếng synth mà mình nói đến ở trong video thì đây. Không biết các bạn nghe rõ bởi vì mình mix nó rất là nhỏ. Đó, tiếng sys này thì nó là một cái tiếng init. Mình tự tạo nó ra rất là cơ bản thôi. Mình để cái oscillator này là basic MG. Ngoài ra mình nghịch cái cutoff của nó để nó tạo ra cái hiệu ứng wow 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 cho tiếng sys của chúng ta, nghe rất là hay. Khi mà chúng ta add tất cả những cái layer mà chúng ta vừa có được ở trong bài thì nghe nó sẽ như thế này. Tiếp theo là tiếng percussion. Cái tiếng percussion này thì mình đã pan trái pan phải nó liên tục để tạo ra cái độ ear candy cho bài. Đây là cái hiệu ứng, cái kỹ thuật mà bên nước ngoài người ta hay sử dụng. Đó chính là add thêm thật nhiều những cái hiệu ứng phụ, những cái percussion, những cái bộ gõ, và pan trái phải liên tục giữa hai bên tai ta để làm cho cái không gian nó hay hơn này, làm cho bài nhạc nghe nó thú vị hơn. Đây, nghe nó sẽ như thế này. Các bạn nghe tiếng percussion nhỏ nhỏ gõ liên tục giữa hai bên tai không? Đó chính là cái tiếng đó đó. Và trước khi vào bài mình có sử dụng một cái effect reverse vocal. Nếu bạn nào chưa biết làm cái hiệu ứng này thì mình cũng sẽ để link hướng dẫn mình đã từng làm ở trong quá khứ dưới phần mô tả cho các bạn xem. Đó, mình có add thêm cái tape stop ở đây nữa để cho cái hiệu ứng nghe nó dị hơn. Ngoài ra, mình add thêm một số những cái hiệu ứng phụ như là những cái tiếng ambience, những cái sweep down, những cái white noise. Khi nghe đến đây thì mình cảm thấy rằng là cái tiếng của chúng ta nó vẫn chưa đủ độ attack, bởi vì mình thực sự muốn cái attack độ cao hơn nữa. Cho nên rằng mình đã add thêm một cái tiếng guitar strumming. Cái này mình tự thu âm và mình kéo vào trong này và mình layer nó vào thôi. Đây, nghe kỹ cái tiếng bass của chúng ta nhé. Đó, có tiếng guitar và nghe nó khác hẳn, những cái âm sắc của nó nghe nó dày lên rất là nhiều. Tiếp theo đến đoạn verse tiếp theo thì mình sử dụng cái tiếng, cái drum fill nhỏ nhỏ ở đây. Cái drum fill có điều đặc biệt là nó có cái nhịp triplet này, nó làm cho cái bài nhạc nghe rất là dị. Đây, cùng nghe nhá. Đó. Đến phần tiếp theo của bài thì mình add thêm tiếng clap và snare. Tiếng hi-hat. Mình quên mất mình phải vặn nhỏ cái tiếng synth này đi. Quá to rồi. Rồi một số những cái loop nhỏ nhỏ nữa, những cái top loop, những cái tiếng tambourine. Và yeah, nghe nó sẽ như thế này. Ngoài ra mình có add thêm tiếng RP này nữa. Cái này mình sử dụng Vital, một cái plugin, một cái VST free, miễn phí hoàn toàn. Nó khá là giống với cả Serum. Và khi cho vocal vào thì nghe nó sẽ như thế này. Xin cho đất tan vào những đám đuôi miên man. Khi em ghé ngang đời chân mang sắc nghe rất là dày, nghe rất là hay. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với phần build up. Ở phần build up thì mình vẫn tiếp tục sử dụng những cái tiếng rise, những cái tiếng white noise để có thể nối vào phần build. Nhưng tuy nhiên ở đây có điểm đặc biệt là mình sử dụng cái tiếng slide chom này. Cái tiếng này thì mình kiếm ở trên YouTube. Mình rất hay sử dụng cái tiếng này gần đây vì mình thấy rằng nó là một cái đoạn transition rất là hay và dị ở trong bài. Những cái dòng nhạc V-pop ngày xưa rất hay sử dụng. Nhưng tuy nhiên thì quá lạm dụng nó và kiểu để cho nó quá to ấy, cho nên nghe nhiều bài nghe hơi quê. Nhưng bài này không hiểu tại sao mình sử dụng những cái tiếng như thế này vào đây. Mình để nó rất là nhỏ và rất là khéo trong bài thì nghe nó sẽ rất là hay. Để tạo độ attack cho tiếng build và cũng làm cho mọi người chú ý đến nó thì mình sử dụng cái tiếng impact. Rồi, cùng với cái tiếng reverse plucky này và cái earthquake này nữa. Nó tạo ra một cái chiều sâu rất là lớn cho cái phần build của chúng ta.
Về phần build thì không có quá nhiều thứ thêm diễn ra ở đây. Mình chỉ add thêm cái tiếng snare build, cái tiếng kiểu tạch 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 để và drop, rồi thêm cái riser và những cái sweep up dài nữa. Ngoài ra mình có sử dụng cái automation clip cho cái reverb của cả bài ở thanh master, đúng rồi đấy, ở thanh master, để làm cho cái beat up của chúng ta càng ngày càng mờ dần khi vào drop. Và cuối cùng thì cái beat up của chúng ta nghe nó sẽ như thế này. Đó, và bây giờ khi vào drop này, đó, đó chính là cái phần feel. Ở đây mình sử dụng cái tiếng tap stop cho cái tiếng synth ở đây, nó như kiểu cái hiệu ứng của John Diablo vậy. Ở phần drop thì mọi thứ nó sẽ lặp lại như phần verse, nhưng tuy nhiên thì mình sẽ add thêm một số những cái tiếng phụ để support nó thêm. À, có một cái tiếng chính mà mình add, đó chính là cái tiếng synth. Tiếng synth này. Lý do là bởi vì mình cảm thấy rằng cái tiếng bass của phần drop rất là cục, rất là to, rất là rõ ràng và nó lấn áp toàn bộ những cái tần số mid đi. Bởi vì phần mid hầu như chỉ có tiếng lap piano và tiếng vocal. Vậy thôi, không có gì. Cho nên mình phải add thêm tiếng synth này vào ngay lập tức. Ngoài ra thì mình còn add thêm cái white noise này nữa. Nó rất là nhỏ thôi. Nhưng tuy nhiên mà khi các bạn add vào bài thì nghe nó khác hẳn. Đây là khi không có white noise này. Đây là khi có này. Đó, nghe nó rất là nhỏ, thậm chí các bạn không để ý khi nghe tổng thể bài, nhưng mà thực sự nó tạo ra thêm energy, tạo ra thêm năng lượng cho bài mà mình nghĩ rằng là bài nào, slap house hay deep house nào cũng cần những cái thứ năng lượng như thế này. Ngoài ra, mình còn để thêm cái tiếng gọi là gì nhỉ? Atmosphere vocal à, mình cắt nhỏ cái vocal của anh Ram ra và mình add thêm rất nhiều reverb cho nó lặp đi lặp lại và nghe nó như thế này. Mình add nó ở đằng sau bài, kiểu nghe như kiểu là cái tiếng background vậy. Và add thêm tap stop này nữa làm cho cái bài chúng ta nghe rất là dày dặn và nghe rất là hay. Được rồi, hãy cùng nghe lại cái thành quả cuối cùng một lần nữa nhé. Trước khi vào phần cuối cùng thì những bạn nào mà muốn cái project này thì mình cũng để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể download nó về và nghịch nó thêm, biến tấu nó, sử dụng làm template cũng như là học hỏi thêm cái gì đấy. Và mình mong rằng là các bạn sẽ thấy cái video này hay và hữu ích. Nhớ subscribe kênh YouTube, like video và comment cảm ơn các bạn xuống phía dưới nhé. Ngoài ra hãy share cái video này cho thật nhiều người biết đến nữa. Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy cùng nghe thành quả cuối cùng thôi. Xin những bối rối này cứ thế lên ngồi. Xin con tim rẽ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Cho đêm trôi vơi, để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Oh, oh. Xin cho đất tan vào những đám đuôi miên man. Khi em ghé ngang, đôi chân mang sắc hướng thiên đàng. Và cho những âm ma lại đến lấp kín. Trong tiếng nhạc du dương hồn xa theo bước ta ngân ngờ, dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây trao nhau không. Your space is always you. It's always you.